Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Thác Bản Dốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nơi vừa mang ý nghĩa đặc biệt về văn hóa lịch sử, vừa gắn với cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Càng học cao càng mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, một thực trạng đang góp phần khiến chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta hiện đang gia tăng một cách đáng báo động. Thực hư chuyện nước thiêng tại ngã Ba Hạc, Việt Trì, Phú Thọ giúp thăng quan tiến chức khi nhiều người đang đánh cược cả mạng sống của mình cho tử thần. Tin quốc tế, ngày càng nhiều phụ nữ Afghanistan làm quen với phẫu thuật thẩm mỹ bất chấp những định kiến lạc hậu và quan điểm hà khắc của thế giới Hồi giáo. Đóng thuyền cứu sinh, quyên hết tài sản làm từ thiện hay đua nhau mua nến về dự trữ, người dân Trung Quốc đang chạy nước rút trước ngày tận thế. Mở đầu bản tin với các thông tin về cơn bão số 9, bão Bofa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 9 có khả năng chuyển hướng liên tục trong những ngày tới, từ hướng Bắc Đông Bắc chuyển sang hướng Đông Bắc, rồi sau đó chuyển hướng di chuyển về phía Đông Nam. Vì vậy, trong 2-3 ngày tới, vùng biển giữa Biển Đông vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Như vậy, chỉ sau 2 ngày đi vào Biển Đông, bão số 9 đã di chuyển theo kiểu thắt nút, liên tục đổi hướng từ Tây Tây Bắc sang Bắc Đông Bắc rồi Đông Bắc. Trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về hướng Nam Đông Nam, sau đó chuyển hẳn sang hướng Tây Nam, hướng về vùng biển giữa Trường Sa và Hoàng Sa. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, tàu thuyền ở khu vực quần đảo Trường Sa cần tiếp tục di chuyển xuống phía Nam hoặc vào bờ để tránh ảnh hưởng của bão. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 119,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông. Sức gió lúc này giảm xuống 1 cấp, ở mức cấp 11, cấp 12. Nhiều khả năng, bão sẽ suy yếu ngay trên Biển Đông và hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cũng liên quan đến cơn bão Bofa, ngày hôm qua Tổng thống Philippines đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện đối với hoạt động chặt rừng và đào mỏ trái phép ở nước này. Đây được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến con số hơn 500 người thiệt mạng do bão Bofa gây ra ở Philippines. Phát biểu trong chuyến thăm ngày hôm qua đến thị trấn New Bataan, tỉnh Cospot de la Valle, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước, Tổng thống Aquino cho biết chính phủ sẽ điều tra nguyên nhân vì sao trận bão gây ra thiệt hại nặng nề về người và của đến vậy. Ông Aquino cũng yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Marosas đứng đầu đội điều tra trước những cáo buộc cho rằng hoạt động chặt rừng và đào mỏ quy mô lớn là nguyên nhân gây ra lũ bùn, khiến hơn 120 người thiệt mạng tại thị trấn giàu tài nguyên này. Tôi muốn biết nguyên nhân tại sao thảm kịch này lại xảy ra. Có như vậy, chúng ta mới tránh được một thảm kịch tương tự trong tương lai. Tổng thống Philippines cũng đã phân phát hàng cứu trợ và hỗ trợ tiền cho những người sơ tán và người có thành viên gia đình thiệt mạng trong thiên tai. Theo hãng tin AP, quân đội đã tìm thấy 508 thi thể ở bờ biển phía đông trên hòn đảo Mindanao, thị trấn New Bataan và nhiều khu vực chịu ảnh hưởng. Hơn 400 người khác hiện vẫn còn mất tích. Trong khi đó, những người còn sống sót phải đối mặt với tình trạng mất điện và thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Các chuyên gia cũng cảnh báo một cuộc khủng hoảng lương thực cũng có nguy cơ xuất hiện khi mà hàng viện trợ chưa thể đến tận tay người dân vùng thảm họa. Cướp bóc đã xảy ra tại một kho gạo dự trữ của chính phủ ở tỉnh Davao Oriental, miền nam đảo Mindanao. Nhằm giúp bà con phòng chống rét cho gia súc trong mùa đông năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo bà con không nên thả trâu bò khi rét dưới 12 độ C, đồng thời yêu cầu các địa phương cần có biện pháp giúp dân chống đói rét cho gia súc ngay từ đầu năm. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết vừa đi kiểm tra công tác phòng chống gia súc chết đói, chết rét ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Theo đó, năm nay, các địa phương đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc ngay từ đầu năm. Nhiều địa phương còn hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng để bà con làm chuồng, trồng cỏ cho gia súc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo nông dân cần chủ động trồng cỏ, dự trữ thức ăn tinh, thô như rơm rạ, cỏ khô và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho châu bò. Mỗi gia đình chăn nuôi châu bò phải có chuồng và một cây rơm rạ, đảm bảo bình quân 5 đến 7 kg một con một ngày trong những ngày giá rét.
Những ngày rét, nhiệt độ dưới 12 độ thì không cho châu bò làm việc, chăn thả tự do, đưa châu bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát, củng cố chuồng trại chăn nuôi che chắn giữ khô nền, kín ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. Theo Cục Chăn nuôi, năm 2011, cả nước đã có gần 10.000 con châu bò chết. Sáng nay tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Tổng công ty du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist đã làm lễ động thổ khu du lịch cao cấp Sài Gòn Bản Dốc đạt tiêu chuẩn 4 sao. Dự kiến đến cuối năm 2013, resort 4 sao này sẽ hoàn thiện và bắt đầu đón khách. Khu resort có tổng diện tích hơn 31 ha, chia làm hai khu chính. Các hạng mục chính của công trình gồm khách sạn 60 phòng ngủ và 24 khối bungalow, nhà hàng, khu hội nghị, thể thao, vui chơi giải trí, cùng các khu vực hoạt động cắm trại và sinh hoạt ngoài trời. Sài Gòn Bản Dốc Resort là dự án đầu tiên nằm ở vị trí vừa có thế mạnh thiên nhiên phong cảnh, văn hóa bản địa, vừa mang ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử, nơi gắn cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Đại diện công ty Sài Gòn Tourist cho biết, công trình lấy cảm hứng và kiến trúc truyền thống của đồng bào địa phương, tạo nên bản sắc của văn hóa Việt Nam, của vùng biên giới phía Bắc, đặc biệt là của Cao Bằng. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2013 với tổng kinh phí đầu tư khoảng 170 tỷ đồng. Thác Bản Dốc nằm giữa biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Theo đường phân chia cột mốc 836, phía Việt Nam sở hữu một nửa thác chính và phần thác phụ, còn Trung Quốc sở hữu nửa thác chính phía bờ Bắc sông Quây Sơn. Mặt sông phía chân thác thành điểm khai thác du lịch chung giữa hai nước. Cũng trong sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết 18 năm thi hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động và định hướng triển khai đến năm 2020. Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng công tác an toàn vệ sinh lao động trong những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế. Số người bị tai nạn lao động vẫn tăng lên hàng năm. Trung bình có đến hơn 5.000 người bị tai nạn lao động mỗi năm. Nếu như năm 2010, cả nước có 5.300 người bị tai nạn lao động, thì năm 2011 là trên 6.000 người. Tai nạn lao động nghiêm trọng, tập trung trong lĩnh vực xây dựng và khai thác khoáng sản. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, công nghệ sản xuất nhiều ngành còn lạc hậu, đặc biệt là ý thức người lao động chưa cao. Ngoài ra, lực lượng thanh tra lao động mỏng, chế tài xử phạt các doanh nghiệp vi phạm còn nhẹ. Đặc biệt, còn quá ít số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng bị khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự bị can nên tính răn đe còn hạn chế. Trong nhiều năm qua, những vụ tai nạn lao động để lại hậu quả nặng nề nhất phải kể đến là vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ xảy ra vào năm 2008 làm 53 người chết, sập mỏ đá Lèn Cờ Nghệ An năm 2011 làm 18 người chết, hay gần đây nhất là vụ tai nạn do nổ bồn chứa ga tại khu công nghiệp Khai Sơn, tỉnh Bắc Ninh làm 47 người bị thương. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều nay tại tòa nhà Mường Thanh cao nhất ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản và khiến hàng trăm công nhân đang làm việc tại tòa nhà hoảng loạn. Theo những công nhân có mặt tại hiện trường thì khi đang chuẩn bị ca làm buổi chiều thì bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên từ một phòng kho của tầng 6 tòa nhà. Do trong kho có chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm kho đồ, hàng trăm công nhân đang làm việc hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Vinh đã điều động gần chục xe chữa cháy đến hiện trường. Đến 14 giờ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng chục máy điều hòa trong kho. Công trình khách sạn Mường Thanh Sông Lam có quy mô 33 tầng, đạt tiêu chuẩn 5 sao do tập đoàn Mường Thanh khởi công vào đầu năm 2010. Đến nay, tòa nhà đang trong quá trình hoàn thiện phần thô. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng nay tại ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã diễn ra lễ khởi công dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3. Đây là một trong các dự án trọng điểm của quy hoạch điện quốc gia do Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN làm chủ đầu tư. Dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 có công suất 1.244 MW, là một trong ba nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, có tổng công suất 4.400 MW. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích hơn 878 ha, gồm 2 tổ máy, sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 7,8 tỷ kWh. Tổng mức đầu tư dự án là trên 28.000 tỷ đồng. Theo dự kiến, nhà máy hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1 trong vòng 48 tháng và tổ máy số 2 trong vòng 50 tháng. Trung tâm Điện lực Duyên Hải với 3 nhà máy sau khi đi vào hoạt động sẽ là động lực phát triển của nền kinh tế, tạo công ăn việc làm và đóng góp đáng kể vào ngân sách hàng năm của địa phương, đồng thời góp phần phát triển và thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Trà Vinh nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Hiện nay ở nhiều địa phương, nhất là vùng nông thôn, hệ thống lưới điện hạ áp đang trong tình trạng xuống cấp và mất an toàn, trong khi nhận thức của người dân về mối nguy hiểm này vẫn chưa cao. Nếu không thực hiện sớm khắc phục thì những tai nạn điện giật thương tâm trong mùa mưa bão là điều khó tránh khỏi, ghi nhận tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dọc tuyến đường Cổ Loa, thị trấn Phú Lộc,
dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đầu dây đấu nối xuống cấp do người dân tự kéo điện về nhà. Nhiều đường dây thậm chí không có cột, đi xuyên trong những bụi cây ven đường, thậm chí răng ngang đường hoặc đi sát trên mái nhà dân. Đi hai hồi vậy đi thì em cũng bị ái bác, cũng xuống đây còn cắt đây hai nhà thôi. Dạ, thì yêu cầu rằng nâng lên cho thằng cao lên thằng xe được một nhà. Mưa gió thì con nít em đi hãy chơi được một nhà nên thì sẽ nguy hiểm. Phần dây ra sau công tơ là tài sản do các hộ sử dụng điện đầu tư. Song nhiều hộ dân chưa quan tâm cải tạo thay thế. Không ít trường hợp vẫn sử dụng những dây điện cũ nên không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Không chỉ đường dây, mà hình ảnh hàng chục công tơ điện trên cột điện cũng làm không ít người lo ngại. Hàng chạy điện mà hàng trúng mình do chiêu á, là thời điện có sửa, là hàng chạy mà nổ anh việc tống tuệ luôn mà mẹ mà nhà của mình nó rất là sợ, mà đến nỗi phải qua nhà cạnh bên để mà ngủ. Lưới điện nông thôn được đầu tư xây dựng đã lâu, không đồng bộ, chấp vá, dẫn tới nguồn điện yếu, chất lượng điện thấp, khiến nhiều hộ dân ở các vùng xa, tập trung đông dân cư gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Trước mắt để khắc phục những nguy hiểm do đường dây điện, biện pháp chủ yếu được chính quyền địa phương triển khai là vận động người dân sử dụng những dây dẫn điện có chất lượng để dẫn điện. Tuy nhiên, vấn đề này gặp không ít khó khăn vì đặc thù ở nông thôn là đường dây điện từ cột gắn công tơ vào tới hộ sử dụng điện khá dài nên kinh phí đầu tư không nhỏ. Còn vận động nhân dân là các cái đường lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới thì có thể là lường trước sự việc có thể xảy ra những việc nguy hiểm. Nhưng đại bộ phận thì một số dân là làm tốt, nhưng một số thì thực tình là cũng là vô ý thức, thế giờ thiếu trách nhiệm, cho nên đến đời khi tòa thông tin ra thì cũng là rất là nguy hiểm. Trên thực tế, hầu như năm nào trong mùa mưa bão, ở các địa phương cũng xảy ra những tai nạn điện giật, mà nguyên nhân chính xuất phát từ sự xuống cấp của hệ thống lưới điện. Chính sự chủ quan của người dân, sự thiếu quan tâm của đơn vị quản lý đã dẫn đến các trường hợp điện bị nhiễu, trụng gãy ngã khi mưa to, gió lớn, gây ra những cái chết thương tâm. Ngày 6 tháng 12 vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ tổng cộng 52 người, chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc, để làm rõ về hành vi sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo xuyên quốc gia. Tăng vật thu giữ tại chỗ bao gồm 21 laptop, 18 modem kết nối mạng, 58 voice IP, 77 điện thoại bàn, 25 điện thoại di động, hơn 77 triệu đồng, 6.000 đô la Mỹ, hơn 127.000 nhân dân tệ, đài tệ, tiền Indonesia. Ngoài ra, có hơn 200 trang tài liệu chứa hơn 100 kịch bản khác nhau để lừa đảo nhắm vào nạn nhân là người Đài Loan, Trung Quốc cũng được thu giữ. Để thực hiện lừa đảo, hai nhóm tội phạm này giả danh công an điện thoại thông báo cho nạn nhân việc tài khoản của họ đang bị tội phạm tấn công, đồng thời yêu cầu nạn nhân gửi mã tài khoản để điều tra và bảo vệ. Sau khi có được các thông tin từ nạn nhân, chúng dùng thủ đoạn đánh cắp hết tiền trong tài khoản của người bị hại. Theo điều tra, nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, sau đó chia ra nhiều tổ nhỏ khác. Chúng không ở một nơi cố định mà thay phiên nhau di chuyển từ nước này đến nước khác, chủ yếu là ở khu vực Đông Nam Á. Theo nhận định của Công an thành phố Hồ Chí Minh, số lượng nạn nhân của băng nhóm này rất nhiều. Hiện Công an đang mở rộng điều tra làm rõ. Mỗi năm trên cả nước có hàng chục nghìn phụ nữ kết hôn với người Trung Quốc, Hàn Quốc, bởi tại các quốc gia này đang có sự chênh lệch rất lớn giữa số lượng nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, trong một tương lai không xa, chính Việt Nam có thể sẽ phải nhập khẩu cô dâu, bởi thống kê của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình cho thấy chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta hiện đang gia tăng một cách đáng báo động. Nguyên nhân sâu xa thì vẫn là do quan niệm trọng nam khinh nữ từ thời phong kiến. Những tưởng tâm lý thích đẻ con trai, thậm chí là phải đẹp bằng được con trai chỉ có ở những người phụ nữ nông thôn ít học. Song ngay tại thủ đô hiện đại, những người phụ nữ có học thức cao cũng chuộng nam hơn nữ. Khi cô con gái đầu lòng được 5 tuổi, chị Nguyễn Hằng Ly ở Cầu Giấy, Hà Nội quyết định sinh thêm cháu thứ hai. Hiện tại, chị đã mang thai được 16 tuần. Bên cạnh mong muốn cho thai nhi được phát triển khỏe mạnh, chị và gia đình còn có một niềm ao ước khác. Gia đình cũng mong là có cháu trai để nối dõi tông đường. Ông thì cũng là trưởng họ và bố cháu thì cũng là tương lai là trưởng họ thì cũng mong cháu là con trai. Thật khó tin bởi tâm lý phải đẻ con trai để nối dõi tông đường có từ thời phong kiến lại tồn tại trong tư tưởng một giáo viên với trình độ đại học. Trên thực tế, phụ nữ có trình độ học vấn càng cao lại càng dễ dàng tiếp cận với các phương pháp chuẩn đoán và sàng lọc giới tính trước sinh. Theo thống kê của Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ phụ nữ chưa đi học biết giới tính thai nhi chỉ là 32,4%, trong khi con số này của phụ nữ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên chiếm tới 83,5%. Thực ra là tôi biết tôi có cháu trai từ khi tôi có cháu được khoảng 16 tuần.
đi siêu âm bác sĩ nói. Bác sĩ bình thường nó không trả lời, nhưng mà mình bảo là do gia đình các thứ ấy thì bác sĩ sẽ trả lời cho mình thôi. Bác sĩ thì chỉ bảo là nói là giống mẹ, khả năng là giống mẹ thế thôi, mình biết thế thôi. Mặt trái của tiến bộ trong y học cùng sự quản lý lỏng lẻo của ngành y tế đã tiếp tay cho những quan niệm cổ hủ phá hoại sự cân bằng vốn có mà tạo hóa ban cho con người. Tỷ số giới tính trước sinh ở nước ta cứ tăng lên hàng năm theo cấp số cộng. Năm 2006, tỷ số này là 109,8 bé trai trên 100 bé gái, thì hiện tại là 112,3 trên 100. Trong khi, theo quy luật tự nhiên, lẽ ra chỉ số này chỉ dao động trong khoảng 104 đến 106 bé trai trên 100 bé gái. Từ năm 2006 đến nay thì nó tăng cao một cách bất thường. Mà tăng cao bất thường như vậy đương nhiên là có một cái sự lựa chọn giới tính của thai nhi trước khi sinh. Theo dự báo, cứ với đà gia tăng chênh lệch như thế này, chỉ vài chục năm nữa sẽ có khoảng 4 triệu nam giới Việt Nam không thể lấy được vợ. Thực trạng này sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy cho xã hội như buôn bán phụ nữ qua biên giới, bạo hành gia đình, tảo hôn. Mỗi người dân, mỗi cặp vợ chồng và mỗi gia đình phải thấy được rằng mình sinh con gái cũng như con trai và không có quan niệm khác nhau giữa con trai và con gái. Tôi cho đấy là vấn đề quan trọng bậc nhất. Bởi vì nếu đã thông từ cái đầu rồi thì cái tỷ số giới tính khi sinh nó sẽ xuống. Đáng buồn là sự thay đổi trong tư tưởng này khó mà có thể đến trong một sớm một chiều, nhất là khi những người được cho là tiến bộ trong xã hội vẫn còn mang nặng tư tưởng cổ hủ. Ngã Ba Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là nơi hợp lưu của sông Thao, sông Đà và sông Lô, với quan niệm là hợp lưu của ba dòng sông trên đất tổ, là nguồn nước linh thiêng tạo liên kết âm dương, nên từ nhiều năm nay, nước ở nơi này được nhiều người lấy về dùng vào những việc hệ trọng như tắm rửa cho người chết khi khâm liệm, cải táng mồ mả, làm móng xây nhà. Niềm tin tâm linh là chuyện riêng của mỗi cá nhân, nhưng việc quá tín đến mức chỉ cần lấy vài lít nước về tắm gội, thậm chí là uống là được gặp may mắn, cầu gì được nấy, thăng quan tiến chức lại là điều đáng nói. Nhiều người đang mạo hiểm sức khỏe của mình vì một niềm tin mơ hồ không có cơ sở khoa học. Ngày nào cũng thế, ngay từ sáng sớm, trước cổng đền Bạch Hạc đã hội tụ đủ loại xe sang từ tứ xứ. Ai dám bảo chủ nhân của những chiếc xe sang trọng này là những người nghèo và ít kiến thức. Thăm đền, làm lễ, có lẽ chỉ là thủ tục. Mục đích chính là lấy nước thiêng ở ngã Ba Hạc. Vì niềm tin tâm linh là thiêng liêng, nên ai cũng ngậm tăm, ngay cả là với người cùng trong đoàn. Chỉ có những người làm dịch vụ lấy nước thiêng là biết. Cùng là lấy nước, nhưng họ phải chế ra các thủ tục khác nhau tùy theo mục đích sử dụng của khách. Âu cũng là thêm phần huyền bí, khi khách rút ví cũng thoải mái. Cứ theo lời quảng cáo thì quả là nước ở đây cực kỳ đa dụng. Dùng làm nhà đổi mả thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng nó còn có những tác dụng thần kỳ ghê gớm. Người nghèo dùng thì giàu, người giàu dùng thành tỷ phú, thất nghiệp dùng thì có việc, nhân viên dùng thì lên xếp, thậm chí nó còn là thần dược. Để lên bàn thờ lúc cháy nắng giờ giờ, lúc có công có việc gì ta làm lễ xin tàn nhang nước thải cửa cha cửa mẹ về để ta uống. Ai cũng biết nước sông có chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, da liễu. Ai chẳng biết Việt Trì là thành phố công nghiệp, một số nhà máy công nghiệp xả nước thải ra sông, trong đó có nhiều hóa chất cực kỳ độc hại. Thế mới biết lời dị đoan có thể khiến người ta coi thường sức khỏe và sinh mạng chính mình. Xét trên một khía cạnh nào đó thì những người làm dịch vụ ở đây là bậc thầy Pia. Ngày rằm, mùng 1 hay lễ Tết, số lượng khách đến đợi dẫn đi lấy nước có khi lên đến hàng trăm người. Nước có thiêng không thì chẳng biết, nhưng với những người làm dịch vụ ở đây thì quả là thiêng thật. Khách lên đỏ đi lấy nước, người nghèo trả vài chục, người khá thì vài trăm. Chưa kể dịch vụ bán càn đựng nước. Không có một thứ nước nào nó có thể đảm bảo có thể chữa được bách bệnh. Rõ ràng là
về quan niệm như thế là phản khoa học. Mà ở những người có tại cơ sở, tại địa phương ấy, tại nơi đó họ thổi bùng lên những cái huyền bí của cái nguồn nước đó để làm gì, để họ thu lợi nhuận. Tục lấy nước từ ngã ba sông có ý nghĩa ban đầu chỉ để cầu may, nhưng nay đã bị người ta tùy tiện sử dụng vào nhiều việc. Việc lấy nước thiêng tùy theo sự ngẫu hứng và tưởng tượng của mỗi người đã làm biến dạng đi những giá trị tốt đẹp. Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã đi thăm các trại tị nạn của người Syria trên lãnh thổ Jordan gần biên giới với Syria. Đây là một trong những động thái mới nhất trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông của tổ chức lớn nhất hành tinh. Tận mắt chứng kiến điều kiện sống của những người tị nạn, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi chính phủ Syria cần chấm dứt bạo lực để tránh cho người dân nước này thêm thảm kịch. Đồng thời, Tổng thư ký cũng thúc giục cộng đồng quốc tế, nhất là các nước trong khu vực tăng cường viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Syria. Theo ông Ban Ki-moon, con đường quân sự chỉ là một ngõ cụt, nó chỉ khiến các đường phố nhuốm máu và lấp đầy các trại tị nạn trong nước mắt. Theo các quan chức Jordan, chỉ riêng tại nước này đã có tới 250 người tị nạn Syria, hơn 40.000 người trong số đó đang trú ngụ trong trại tị nạn Zatari nằm ở phía bắc Jordan cách biên giới Syria khoảng 15 km. Tiếp sau thành công trong việc thu giữ một máy bay do thám không người lái của Mỹ ở Vịnh Ba Tư, Iran ngày hôm qua tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực để đối phó với các máy bay không người lái xâm phạm không phận. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn ISNA của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehman Paras khẳng định các vụ xâm phạm không phận Iran sẽ được trình lên các tổ chức quốc tế để được xem xét như một trường hợp vi phạm luật quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước. Trước đó, vào ngày 4 tháng 12, quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thu giữ thành công một máy bay do thám không người lái của Mỹ trên bầu trời Vịnh Ba Tư trong khi nó xâm phạm không phận Iran. Hải quân Mỹ ban đầu phủ nhận việc mất một máy bay không người lái, song Nhà Trắng sau đó thừa nhận máy bay bị thu giữ là một chiếc Scan Eagle được sản xuất tại Mỹ. Trong khi tuyết rơi cùng không khí giá lạnh đã bao trùm lên các nước Nga, Anh, Ukraine suốt nhiều ngày qua, thì một số người dân tại một số nước còn lại của châu Âu cũng đang gặp phải không ít những bất tiện trong cuộc sống khi bắt đầu đón đợt thời tiết giá lạnh đầu mùa. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt với tuyết rơi dày đã gây ra nhiều vụ tai nạn xe hơi tại Đức, đặc biệt là trên các con đường thuộc bang Nordrhein-Westfalia ở miền Tây nước này. Tôi có tâm trạng không tốt trong điều kiện thời tiết xấu. Tôi không muốn mình sẽ vướng vào một vụ tai nạn ô tô. Đây là ngày đầu tiên tuyết rơi và đó là một thảm họa. Riêng trong ngày hôm qua, đã có tổng cộng 42 chuyến bay tại Đức bị hoãn. Các cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo tuyết sẽ còn rơi nhiều hơn trong những ngày cuối tuần với nhiệt độ dao động trong khoảng từ âm 2 đến âm 3 độ C. Trong khi đó, tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, một cơn bão mạnh trên vùng biển Baltic đã mang bão tuyết đến khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Tuyết rơi phủ dày lên đến 40cm và khiến nhiệt độ hạ xuống chỉ còn âm 4 độ C. Tháng 11 và tháng 12 hàng năm tại đây đều có tuyết, nhưng năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi năm. Người dân ở Stockholm được khuyến cáo nên đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng thay vì sử dụng xe riêng để đảm bảo an toàn. Đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông cũng đang bao phủ lên phần lớn miền Đông Bắc ở nước Pháp, khiến giao thông bị đình trệ và buộc cơ quan dự báo thời tiết Météo France của Pháp phải ban hành một cảnh báo thời tiết khắc nghiệt tại 20 tỉnh thành ở phía đông. Nếu như phẫu thuật thẩm mỹ đã là một việc không mấy xa lạ đối với hầu hết phụ nữ trên thế giới, thì tại các quốc gia Hồi giáo, sửa chữa những khuyết điểm trên cơ thể để có một vẻ đẹp hoàn hảo hơn vẫn còn là một điều khá mới mẻ. Bất chấp những định kiến lạc hậu, đến nay xã hội Afghanistan đã phần nào cởi mở hơn khi cho phép những người phụ nữ làm quen với phẫu thuật thẩm mỹ. Cô gái trẻ này đã cùng người bác lặn lội một quãng đường hơn 600 cây số từ tỉnh Helmand, nơi cô đang sinh sống, đến Kabul. Chuyến đi kéo dài 2 ngày vẫn đáng giá, bởi cô gái nghe nói ở thủ đô có dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi sẽ làm phẫu thuật mũi, đó là lý do hai bác cháu vượt cả một quãng đường xa để đến đây. Chúng tôi cũng mang theo rất nhiều tiền để thanh toán chi phí phẫu thuật, hy vọng con bé sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Nếu như vài năm trước đây, phụ nữ Afghanistan chủ yếu phẫu thuật để cải thiện những vết sẹo do bạo lực gia đình để lại.
thì ngày nay xu hướng muốn cải thiện vẻ đẹp bên ngoài đang dần phổ biến. Trong đó, sửa mũi vẫn là dịch vụ được các quý cô ưa chuộng nhất. Hầu hết các khách hàng của chúng tôi là người của dân tộc thiểu số Hazara. Họ cảm thấy các nét Á Đông, đặc biệt là chiếc mũi tẹt của họ, không hợp với tiêu chuẩn cái đẹp lý tưởng. Saheda, một nữ cảnh sát địa phương, đã tiết kiệm 2 tháng tiền lương của mình để đi phẫu thuật nâng mũi. Một khoản tiền khá đắt đỏ đối với hầu hết phụ nữ Afghanistan. Song Saheda cho biết cô không hề hối hận về quyết định của mình. Gia đình tôi luôn ủng hộ quyết định của tôi. Nếu có ai đó hỏi liệu bạn có đang hạnh phúc không, tôi có thể tự tin trả lời rằng tôi thực sự hạnh phúc. Tại một quốc gia Hồi giáo bảo thủ như Afghanistan, nhiều người vẫn cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là một hành vi tội lỗi. Mặc dù vậy, theo thống kê, mỗi năm vẫn có gần 100 phụ nữ Afghanistan tiến hành phẫu thuật, và có cầu thì ắt sẽ có cung. Bạo lực đã ăn sâu vào cuộc sống của nhiều gia đình tại Brazil trong một thời gian dài. Chỉ tính riêng tại thành phố Sao Paulo, trong vòng 30 năm qua, đã có khoảng 30.000 phụ nữ bị chết do bạo lực gia đình. Trước tình hình trên, thì Brazil đã thành lập một đơn vị cảnh sát nữ nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và loại bỏ bạo lực gia đình. Theo thống kê, trong năm 2011, khoảng 30.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 59 tại Brazil phải chịu cảnh bạo lực gia đình ở các mức độ khác nhau, và họ thường rơi vào cảnh âm thầm cam chịu vì rất nhiều lý do. Thường là do phụ nữ không có việc làm, không độc lập về kinh tế, hoặc vì họ không có sự ủng hộ của gia đình trong việc ly hôn. Sau những lần cãi vã, các thành viên trong gia đình đều trở nên xa cách và mệt mỏi. Tất cả những yếu tố này đã cản trở nhiều phụ nữ tìm đến sự trợ giúp của pháp luật. Đơn vị cảnh sát nữ đầu tiên của Brazil được thành lập ở Sao Paulo vào năm 1985 nhằm mục đích bảo vệ quyền của phụ nữ. Tiếp theo đó, Brazil cũng ban hành bộ luật xác định và nghiêm cấm bạo lực gia đình, cho phép đơn vị thực thi được bảo vệ nạn nhân ngay cả trước khi tòa án xét xử. Như vậy, giờ đây ngày càng có nhiều người phụ nữ chọn cách tự bảo vệ mình bằng các quy định của pháp luật. Bạn trai cũ của bạn tôi thường đánh đập và đe dọa cô ấy. Vì sợ trả thù nên bạn tôi đã thông báo cảnh sát hoặc yêu cầu được bảo vệ bởi pháp luật. Nhưng giờ chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể chờ đợi và cần phải đối mặt với vấn đề này. Không chỉ bảo vệ các nạn nhân, đơn vị cảnh sát nữ còn hợp tác với các tổ chức khác nhằm tăng cường khả năng sống độc lập của phụ nữ, tư vấn về tâm lý, đào tạo nghề và tạo cho họ một lối thoát trong cuộc sống. Đóng thuyền cứu sinh, quên hết tài sản làm từ thiện hay đua nhau mua nến về dự trữ là những cách mà một số người dân Trung Quốc đang làm để chuẩn bị cho ngày tận thế mà họ tin là sắp xảy ra vào ngày 21 tháng 12 tới đây, theo lịch của người Maya cổ đại. Tại thành đô thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nhiều người dân đổ xô đi mua nến về tích trữ, phòng khi lời tiên tri của người Maya cổ đại về ngày tận thế 21 tháng 12 xảy ra. Ngay cả diêm cũng trở nên cháy hàng trong cơn hoảng loạn. Một số người đến mua cả chục cây nến. Người ta nói rằng bầu trời sẽ tối và các nguồn cung cấp điện và nước sẽ bị ngắt hoàn toàn. Nguồn gốc của sự hoang mang trong người dân bắt nguồn từ một bài viết trên trang mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc cho rằng thế giới sẽ bị bao phủ trong bóng tối 3 ngày khi tận thế xảy ra. Kể từ đầu tháng 12, người Maya đã trở thành cụm từ được dùng nhiều nhất trên mạng Weibo, khi hàng triệu người Trung Quốc bình thường vốn thờ ơ giờ lại đâm ra nghi ngờ, phát phỏng. Nếu người Maya nói đúng, tôi sẽ không thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng là một trong những câu phổ biến nhất. Trước làn sóng hoảng loạn trong người dân, các nhà chức trách Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định sự thay đổi trong chiều dài của ngày và đêm được xác định bởi quỹ đạo cùng độ nghiêng của trục trái đất, và các tin đồn về lời tiên tri của người Maya không có bất kỳ cơ sở khoa học nào. Không có gì đặc biệt vào ngày 21 tháng 12, đó chỉ là một ngày bình thường. Tôi mong mọi người không thực hiện và cũng không truyền bá tin đồn đó. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phớt lờ những cảnh báo trên và trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo hay dành hết tiền tiết kiệm để làm từ thiện như một nghĩa cử đẹp trước ngày diệt vong. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.